một thử thách nhớ đời. Chuyến đi đầu tiên không có mẹ, những chiếc camera và micro được giấu kỹ đã ghi lại cho chúng ta thấy sự thông minh nhanh nhẹn của những đứa trẻ, những khoảnh khắc phản ứng bất ngờ, những giọt nước mắt, những nụ cười của những đứa trẻ khi chúng tự trải qua một thử thách lớn trong đời, để chứng tỏ dù 3 hay 5 tuổi thì chúng con đã lớn khôn theo một cách đặc biệt. Trình con đã lớn khôn. Thưa tất cả quý vị, qua những tập phim mà chúng tôi đã phát sóng gửi đến quý vị, những tình huống hết sức là dễ thương của các bé đã giúp cho chương trình đã có được một hiệu ứng rất là tốt từ phía quý vị phụ huynh và tất cả những khán giả đã từng theo dõi chương trình. Đó là một nguồn động viên tinh thần rất là lớn cho những người thực hiện chương trình để chúng tôi mang đến cho quý vị những chương trình hay hơn, thú vị hơn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những bất ngờ thú vị gì với những thiên thần nhí thì quý vị hãy chờ xem. Còn bây giờ thì Thanh Thảo xin được giới thiệu những khách mời đặc biệt với chúng ta cùng có mặt tại phim trường ngày hôm nay. Đầu tiên đó là thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Và vị khách mời thứ hai đó là thạc sĩ Vũ Minh Huyền, hiện đang là hiệu trưởng của trường mầm non tư thục Bé Thiên Thần. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá cuộc hành trình ngày hôm nay. Xin mời. Quận Tân Bình là một trong những quận có diện tích lớn, là một cửa ngõ quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Phía bắc của quận là sân bay quốc tế lớn nhất của Việt Nam, sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với ba em bé trong chương trình với những cái tên rất ngộ nghĩnh, đó là bé Lúa, bé Ếch và bé Tôm. Bé Lúa tên thật là Tạ Hồng Quân, năm nay bé vừa tròn 5 tuổi. Quê ở Đồng Tháp và với bản tính mộc mạc chân chất, vậy nên mẹ đã đặt cho bé cái nickname là Lúa. Là anh của một cô em gái nhỏ mới có hơn 3 tuổi, bé Lúa luôn thể hiện mình là anh hai và chăm sóc cô em rất khéo léo. Bé Tôm tên thật là Tạ Hồng Anh Tú, năm nay 3 tuổi 2 tháng, là em ruột của bé Lúa. Cô bé rất nhanh nhẹn, lém lỉnh và sở thích đặc biệt của bé là uống sữa. Bé Ếch là em họ của bé Lúa và Tôm, chỉ kém anh hai Lúa có 2 tháng tuổi, nhưng tính tình lại khác hẳn với ông anh. Bé rất hiếu động, ham chơi, không hay để ý đến những việc xảy ra xung quanh. Điều đặc biệt là cả ba anh em cùng với hai ông bố và bà ngoại hiện đang sống chung với nhau tại một căn hộ chung cư ở Sài Gòn. Còn mẹ của các bé thì hiện đang làm việc tại Đồng Tháp, nên cứ đến cuối tuần là cả nhà lại lên ô tô về quê thăm hai má. Và điều đặc biệt nữa là ba anh em rất mê bơi, nên thường xuyên được ba đưa đi bơi vào mỗi buổi chiều. Hôm nay, bà ngoại đưa ba anh em đi đến công ty của ba để cùng ba đi bơi. Văn phòng của ba đây rồi. Thôi, ngồi đây chơi uống sữa đợi ba về vậy. Chào ba đi con chị. Tí quý con tự đi nha. Trước khi đi, ba sợ không về kịp nên đã dặn cô nhân viên đưa tiền mua vé vào cửa và ba chiếc túi màu đỏ đựng đồ bơi cho các bé cầm đi trước. Con có gì đừng có kêu anh hai ẵm nha. Ôi, chưa đi mà anh hai Lúa đã lo phải ẵm em Tôm rồi ư. Đường nhiều xe quá. Thôi, nhờ cô dẫn qua đường vậy. Chào cô rồi đi nào. Quãng đường đi từ công ty của ba đến bể bơi dài khoảng 700 mét. Liệu với những túi đồ bơi, những chiếc ô cồng kềnh cùng cô em gái nhỏ thì Lúa và Ếch sẽ làm thế nào để đến được bể bơi đây? Có vẻ đây sẽ là một rắc rối đấy. Nhưng mà chúng ta thấy là ông anh có rất là thể hiện là mình là một người có tiềm năng. Vì ngay từ cái những giây phút đầu tiên đã hỏi là nếu mà em đi không được mà... thì anh hai ẵm cho. Không, hồi nãy là đã khẳng định là đừng nếu mà có gì ẵm thì Tôm đừng có đòi. Ủa, anh hai ẵm nha. À, có nghĩa là không, anh này cũng là đã tính trước những cái tình huống khó khăn rồi, anh lường biết trước là có thể xảy ra tình huống biết như vậy. Chắc chắn là một hồi nữa em sẽ mè nheo và đòi anh là ẵm bế đây, cho nên là đã có sẵn một cái câu lường trước rồi. Nhưng mà với cái điều này thì em lại nghĩ ngược lại rằng là ông anh này có vẻ như là biết trước điều gì sắp sẽ đến với mình. Bởi vì ngày hôm nay đi ba anh em thôi, không có bố đi theo, cho nên có vẻ là cũng đoán trước được là sẽ khó khăn đây với cái cô em gái của mình. Nhưng mà không biết là khó khăn này có khó đến mức là làm cho cả ba nhân vật đều nản lòng hay không. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem tiếp ạ. Khởi đầu có vẻ thuận lợi đây. Ba anh em rất hào hứng lên đường, nhưng chỉ đi được một đoạn
khỉ ếch đã chuyển sang cách cầm túi thế này đây. Charlie, sao mình cũng sợ rồi, có người cướp đồ của mình. Có lẽ đến lúc này, ếch đã mỏi tay quá rồi. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy. Giờ thì lại đến bé Tôm không chịu cầm ô nữa. Và thế là anh Hai Lúa đã nghĩ ra một cách. Tất cả đều vô. Bây giờ thì nhìn ếch trông giống như một ninja với hai chiếc ô cắm ở sau lưng vậy. Ôi, không ổn rồi. Bây giờ bé ếch lại nghĩ ra cách cắm ô kiểu này. Để xem là sẽ sáng. Chơi như vậy tôi thấy đường đi ta. À, không, một cây đằng trước, một cây đằng sau mới ngầu. Tại sao nay mày khóc, nước mắt ướt đã làm con khóc theo. Và con xin hứa sẽ từ đây cho dù mấy con có, con sẽ không bỏ cuộc. Và con mong mẹ không bao giờ. Đây là hồ bơi khu công nghiệp Tân Bình, được xây dựng trên một khuôn viên rộng, thiết kế và bố trí hài hòa trong một không gian xanh. Hồ bơi này là nơi yêu thích của cả ba bé khi được ba đưa đi bơi. Đường vào bể bơi đây rồi, nhưng ếch lại nghĩ ra thêm một cách cầm túi nữa. Vừa vào đến bể bơi, ếch đã rất nhanh chóng mặc đồ bơi và nhảy xuống nước. Chỉ còn anh Hai Lúa và bé Tôm ở trên bờ. Anh Hai cũng dễ thương đúng không? Lo cho em chu đáo ghê chưa kìa. Còn đội cả nóng bơi. Và đến lượt Hai Lúa mặc đồ bơi thì... Chờ chút anh Hai bận quần chưa? Cô nhân viên của ba đã đưa nhầm túi cho cậu bé mất rồi. Nhanh chóng, anh Hai Lúa đã đưa ra quyết định. Đi đâu vậy? Con đi qua, còn tôi ý con Tôm thì sao? Khó thì giữ con Tôm, trời. Không giữ thì chứ ai giữ? Không thể bỏ em một mình vậy hả? Thế nhưng, ếch thì lại muốn đi xuống bể bơi. Giữ con Tôm. Và kết quả là... Giữ con Tôm. Đi.
Ở đây thì mình thấy là có một cái sự khác biệt với tất cả những chương trình từ trước tới giờ. Thường thì các bạn xưng nhau là tên nè, xưng anh em nè. Nhưng mà ở đây hai anh em này độ tuổi là xem nhau và cái cách xưng hô lại là tôi là nhiều đúng không ạ? Nên tôi rồi kêu em là con tôm. Không biết là vì sao mà lại có cái cách xưng hô đó. Thì ngày hôm nay ở đây những vị khách mời đang có mặt tại phim trường cũng có một điều rất là may mắn là có cả bố mẹ của bạn Lúa và bạn Tôm. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện xem là ở nhà thì cái cách xưng hô của mình như thế nào anh ạ? Hai anh em là bằng tuổi, hai sinh nhau một năm, cách nhau khoảng 2 tháng. Dạ. Nhưng mà hai anh em lại học chung một lớp. Dạ. Lên trường ở nhà thì kêu bằng anh, nhưng mà lên trường thì cũng bạn này bạn kia nên xưng hô là tôi với nhau thôi. Dạ. Chứ không có là anh với em. Thế còn em Tôm thì sao ạ? Ở nhà mình có hay gọi là bé Tôm không hay là mình cứ kêu là Tôm thôi ạ? Ở nhà thì kêu là Tôm thôi, nhưng mà nhiều người bà con hay kêu là con tôm, con cá hay kêu con tôm thì đó, thì mấy em nó quen kêu con tôm vậy đó. À, chắc là kiểu như là mọi người cũng nghe cái tên dễ thương, cũng hay chọc chọc con tôm, con cá kiểu như thế, cho nên là hai anh này là cũng bị ảnh hưởng luôn. Chỉ là nghe người lớn thôi và vô thức bé nói theo thôi, bé không xác định được cái chuyện đó. Thật ra là bé chỉ nghĩ là tôm nhỏ hơn. Dạ. Tôm nhỏ hơn và cái cách gọi nó cũng là thể hiện cái uy quyền của ông anh. Nhưng mà từ nãy đến giờ thì em có để ý thấy là uy quyền đang thuộc về Lúa nhiều hơn. Còn anh chàng ít này hình như chỉ là người làm theo. Lúc đầu thì là xách giỏ xách đồ rất là khệ nệ đó mà cũng không có phàn nàn gì. Nhưng mà bây giờ thì đã có cái thay đồ. Bây giờ anh đi rồi để coi là anh ít như thế nào. Lúa, cái vai trò của Lúa là giống như lớn nhất thủ lĩnh rồi. Dạ. Cho nên ở đây là có một thủ lĩnh rồi, cho nên thủ lĩnh kia là chưa có xuất hiện. Khi để xem coi là khi mà thủ lĩnh không có mặt thì những người khác như thế nào. Tại vì lúc này là anh tới hồ bơi là anh đang rất là thích chí với cái hưởng thụ là cái hồ bơi rất là thú vị. Mà tại sao lại bây giờ có thêm một công việc nữa là giữ em, để xem là anh có làm tròn nhiệm vụ của mình không nhé. Xin mời quý vị xem tiếp ạ. Trong lúc đang cố gắng chạy thật nhanh về nhà thì ở bể bơi hình như ếch cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không còn nhái theo anh nữa. Đó, sợ lại ra coi coi. Sợ cái mày mà vô, cứ ngó hoài. Làm cái gì vậy? Đưa cái hân cho anh coi. Vậy là cái quần của anh này đúng không nè? Cái quần của anh này đúng coi. Kìa, đang nằm cái chiếc dù kìa. Đây quần của anh này đúng. Giờ thì đến lượt bé ếch thể hiện vai trò làm anh hai. Tình hình có vẻ khó khăn cho ếch đây. Vừa phải xách ba chiếc túi, rồi lại còn dắt theo bé Tôm nữa. Phải làm sao đây? Trời nắng nha. Cầm cái dù giống anh đi á. Nè, cầm gì nè. Cầm gì nè. Đó, cầm gì á. Cái dù này nó bị gì đó trời. Cái dù này nó bị gì đó trời. Nó. Qua đường nha. Cầm tóc nữa kìa. Bây giờ lớn khôn, mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất. Về đến nhà rồi. Trời
Lúa ơi, sao lại khóc nhè thế kia? Là anh hai thì phải cứng rắn lên chứ. Buồn quá. Kiểm tra lại đồ coi có phải đồ con. Chắc bà để quên ra lộn rồi. Bắt đầu được một cách nhẹ. Bây giờ cũng mỏi đi về. Ôi trời, mỏi mệt quá rồi. Đi tới đi lui cũng là 1,5 cây rồi. Khóc thì khóc, nhưng anh hai vẫn rất bản lĩnh quay trở lại bể bơi tìm các em. Rồi xong, bây giờ em lại đi về. Lúc rồi. Này thì hai anh em Ếch và Tôm cũng dắt tay nhau đi về đến vườn hoa. Bé Ếch giỏi quá, đã biết giữ vệ sinh môi trường rồi đấy. Bé Ếch cũng tỏ ra chăm sóc Tôm chu đáo không kém gì anh hai lúa cả. Thế mới là cậu em họ tốt chứ. Đỡ mệt rồi, giờ thì lên đường đi tìm anh thôi nào. Lần này thì bé Ếch có vẻ khá chuyên nghiệp trong việc đeo những túi đồ lên người. Cũng như anh hai lúa, Ếch đã sáng tạo ra một cách cắm ổ rất kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao bé Tôm lại nhăn nhó thế này. Và Tôm thì lại biến thành ninja giống như Ếch lúc trước với chiếc ô sau lưng. Nào lên đường đi tìm anh thôi. Còn anh hai nữa, không được khóc nhè nhé. Mau tìm hai em thôi nào. Cùng thì ba anh em cũng gặp được nhau. Nắng quá à. Sao anh hay lúa lại để em Ếch xách đồ một mình thế kia? Nặng lắm phải không bé Ếch ơi? Tớ còn bơi nữa không? Tớ còn bơi nữa không? Vừa gặp nhau, anh hay lúa với niềm đam mê bơi lội đã quyết định rủ hai em quay trở lại bể bơi để bơi tiếp. Cố lên nào, sắp đến bể bơi rồi. Vậy là bé lúa đã có đồ bơi rồi, giờ thì chả còn lý do gì để mà không xuống bể bơi cả. Nhưng phải khởi động cái đã. Một, hai, ba, xuống nước nào. Bé lúa thì sau một quãng đường đi mệt mỏi cùng với sự lo lắng thì đã rất sung sướng khi được bơi trong làn nước mát này. Thế nên cậu bé đã mải bơi mà quên cả mặc áo phao cho em Tôm. Và bé Ếch đã nhớ ra điều này nên quay lại mặc áo cho Tôm rồi mới nhảy xuống nước bơi.
bé ếch giỏi quá. Con sẽ không khóc nhé. Mẹ ơi nhưng tại sao nay mẹ khóc, nước mắt ướt ta làm con khóc theo. À, ba đến rồi. Phải kể chuyện cho ba nghe thôi. Cuối cùng thì mọi khó khăn cũng đã vượt qua. Bé Lúa và bé Ếch đã chứng tỏ mình là những anh hai thật tài ba khi biết chăm sóc em lúc không có ba bên cạnh. Các con đã lớn khôn thật rồi. Và ngày hôm nay thật biết bao vui hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Tới đây là hình như là chúng ta thấy là khi mà cả ba bé đều liếng thoáng kể lại cho ba nghe những cái sự việc xảy ra thì chúng ta có cảm giác giống như các bé đang vỡ òa cái cảm xúc của mình. Chúng thương cái chi tiết đó, chúng rất thương chi tiết đó, tức là ba vừa xuất hiện thì tranh nhau nói, tiếu tít, đứa nào cũng muốn bộc lộ chia sẻ hết. Có vẻ như bây giờ có ba rồi thì là mọi chuyện đều hóa giải hết, không còn gì khó khăn hết. Một chi tiết đấy là khi mà mọi người nhìn thấy cái đoạn đường mà anh Ếch với lại Tôm đi chung với nhau lúc mà đi kiếm anh hai ấy, thì là chia sẻ công việc với nhau. Lúc đấy là em cũng phải cầm hai cây dù, bởi vì anh có trách nhiệm là anh phải coi em nữa. Nhưng mà đến khi mà anh hai xuất hiện là thay đổi hẳn. Ếch là người phải khệ nệ mang hết tất cả mọi thứ, anh hai chỉ có dắt tay em Tôm thôi. Lúc đó hình như là anh hai cũng bắt Ếch là xách dù luôn đi, đừng để em phải xách gì hết đúng không ạ? Không có làm gì hết á. Nhưng mà mình thấy cái điều đấy là các bé đã tự biết cân bằng cái công việc với nhau rồi. Nó có phân công, có phân công công việc. Và thông qua chương trình ngày hôm nay thì hẳn là quý vị cũng đã thấy là tính cách của cả ba anh em khác nhau, nhưng mà cả ba điểm nổi bật ấy cộng lại mang đến một điều rất là thú vị cho chương trình qua một chuyến đi bơi như vậy. Nhưng xin thưa với quý vị rằng vì chúng tôi muốn thực hiện chương trình này để cho chúng ta có thể cảm nhận được là cách xử lý tình huống của các bé như thế nào, cho nên ngay tại hồ bơi các bé cũng đã được đảm bảo an toàn bởi những thầy hướng dẫn dạy bơi thường ngày của các bé, và đây cũng là một nơi rất là quen thuộc với cả ba anh em. Bên cạnh đó thì là ekip thực hiện chương trình cũng phối hợp với quý vị phụ huynh để làm sao mang đến cái tính chất an toàn nhất cho các bé. Chứ quý vị phụ huynh đừng nghĩ là con có thể làm được và thế là cứ cho con một mình tới hồ bơi thì xin thưa rằng là rất nguy hiểm thưa quý vị. Chúng ta có thể xem xét và giống như là chúng ta đang theo dõi ở một góc độ nào đó vẫn đảm bảo được cái sự an toàn cho các bé. Cảm ơn quý vị đã dành thật nhiều tình cảm cho chương trình và theo dõi chương trình cho đến hết.